Tại vì khoa công nghệ cũng như là trách thông tin và tuyên truyền nó phải xoắn quyện với nhau để nó hình thành được những cái gọi là tổng hợp trong cái khai thác các cái biện pháp này. Cái thứ ba nữa, cái đặc thù rất quan trọng ở đây đó chính là phải gắn kết được cái lưỡng dụng, là phải giữa mục tiêu quân sự quốc phòng an ninh với mục tiêu dân sự, nó phải gắn kết với nhau để nó đảm bảo được củng cố cái này lẫn cái kia, và đồng thời là nó tránh lãng phí cũng như là tăng thêm nguồn lực cho các mục tiêu. Bên cạnh đấy nữa, chúng tôi cho rằng là cái vấn đề hợp tác quốc tế để mà vừa tăng nguồn lực, vừa tăng cơ sở pháp lý, vừa tăng cái năng lực đảm bảo an ninh là rất cần thiết. Và cuối cùng thì có lẽ là hình thành các tập đoàn y tư nhân với những cái cơ chế đặc biệt đặc thù để mà các tập đoàn này sẽ là một trong những cái chủ lực trong kinh tế biển, từ đó nó phát triển những cái mạng lưới các cái doanh nghiệp, các cái tổ hợp sản xuất nhỏ khác để nó hình thành một cái cơ cấu kinh tế hai tầng ở trên biển. Và để phát triển một nền kinh tế biển xanh, hiệu quả, bền vững và có khả năng hội nhập quốc tế thì cũng cần phải có một cái phương thức quản lý biển tổng hợp và phải tập trung cái nguồn lực cho phát triển. Thưa tiến sĩ Nguyễn Minh Phong ạ, thì cái phương thức ấy cần được phải xây dựng như thế nào? Vâng, rõ ràng là chúng ta phải có một cái bộ liên ngành tổng hợp để quản lý biển đảo của Việt Nam với tư cách là một cái nơi mà đang chiếm hơn 60% GDP và dân số, cũng như là liên quan 28. Chú khoán gì vậy? Uva phải không? Anh vừa nói là suối khoáng Uva. Đúng của Điện Biên, và anh vừa nói là Uva. Có chi tiết, có bạch mối hay là có điều gì? Ý là có. Tiền bẩn chúng ta, mà nó không ra được biển thì nó sẽ không được thể hiện hiệu năng ở trên biển. Và cuối cùng thì là cái nguồn lực tài chính. Bằng với công nghệ số là chúng ta có thể hoàn toàn hình dung như mình đang sống trong một không gian đấy. Về phát triển công nghệ mới bây giờ nó làm cho quảng bá rộng rãi được không khí tất cả, và bảo tồn mãi mãi được thì rất hoan nghênh. Tôi sống thì không phải là cái tỷ lệ 1:1 nữa, mà các anh đã thu nhỏ cái hiện vật nó lại. Vậy thì làm như thế nào để cho các cái hiện vật này nó thực tế nhất, nó sống động nhất, giống với cả nguyên bản gốc nhất? Trong cái việc là số hóa di sản ấy, để cho mọi người nắm có một... Mang tập vở, tập đánh vần, viết tên. Lớp học mang sứ mệnh của yêu thương này được bà Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Nguyễn Việt Khái, mở ra để đáp ứng nhu cầu của những người tóc đã bạc, trắng đầu nhưng vẫn khát khao biết chữ. Bài viết của phóng viên Trần Hiếu, thường trú Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Bà Nguyễn Thị Thao ở ấp Sầu Lưới, xã Nguyễn Việt Khái, huyện Phú Tân, năm nay đã 75 tuổi. Bà Thao là một trong những học sinh lớn tuổi và chăm chỉ nhất trong lớp học U70 nơi cửa biển Sầu Lưới. Sau thời gian đi học, người phụ nữ miền biển có gương mặt đen nhẻm, bàn tay thô kệch bởi lao động chân tay, đã đọc viết chữ trôi chảy. Còn đầu khó lắm mà còn cũng ráng tập á, ráng học cho biết nè. Mới đây mà biết đến dành rồi. Có môn bệnh mới bỏ thì người ta nói trời ơi già vậy mà học gì. Hàm lắm, hàm viết lắm. Đi về là đốt cái đèn ba khía đen là tôi học á. Để ngày mới đi học nó sợ không thuộc bài, đi lại bắt trả bài đâu đó. Lên bảng đọc luôn á. Lớp học U70 ở cửa biển Sầu Lưới được mở ra gần 2 năm nay và duy trì vào thứ 2, 4, 6 hàng tuần. Lớp học đặc biệt này thường có khoảng 10 người tham gia, đa số họ đã ở độ tuổi 60-70. Người dân nơi đây gắn bó với nghề biển, ngày trước cuộc sống khó khăn nên các cô chú không được đi học. Nay nhờ tham gia lớp học U70 mà nhiều người đã biết đọc, biết viết. Cũng vì vậy họ càng mang theo quyết tâm, có người đi biển xong tranh thủ về học, cũng có người lo xong việc cơm nước gia đình để đến lớp. Bà Lê Thị Mình, học sinh đã hơn 70 tuổi, chia sẻ. Tôi biết những cái chữ như người ta, thấy đi lãnh thổ quân đội được ăn tay không đâu có biết đâu. Rồi cũng muốn cho biết là mình ký tên rồi. Chứ hồi đó không có điều kiện đi học. Nhìn qua cũng biết đọc cái gì. Cũng đọc thêm, sách chậm đọc được. Còn mà lẹ quá đâu không kịp. Lớp học đặc biệt U70 được hình thành từ những trăn trở của chị Đào Thị Thanh An, Chủ tịch Hội Phụ Nữ xã Nguyễn Việt Khái. Khoảng 10 năm trước, chị An thấy nhiều phụ nữ ở các cửa biển trong xã không biết đọc, biết viết nên gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống. Vì thế, chị Thanh An xin ý kiến đảng ủy, ủy ban nhân dân xã Nguyễn Việt Khái để mở lớp học đầu tiên ở cửa biển Gò Công. Không chỉ phải bỏ công dạy học miễn phí mà chị còn phải đi thuyết phục từng người, đôn đốc từng chị em đến lớp.
mình dạy theo đặc thù, 4:30 mình mới bắt đầu dạy. Ban ngày thì các cháu nó học rồi, 4:30 các cháu nó tan thì mình mượn cái lớp bên ta. Cái thứ hai nữa là ban ngày là các cô các chú đi làm hết rồi, một số các anh chị thì phải làm thuê làm mướn lưới đi te ra ngoài biển, chờ xong cái công việc một ngày người ta mới vô người ta học. Vậy là khi mà vận động giờ học ấy, mình thấy cái tinh thần các cô rất là phấn chấn, cũng mừng khi mà các cô viết được cái tên của mình lên bảng. Phải nói lúc đó xúc động lắm, các cô mừng thì mình cũng mừng, lại cái niềm vui cho mọi người thì mình cảm thấy mình rất là vui rồi. Hiện chị Đào Thị Thanh An vẫn tham gia dạy lớp học U70 ở cửa biển Sào Lưới. Tuy nhiên, của cô cháu gái nữa để cho chúng ta biết được điểm đến hôm nay là suối khoáng nóng Uva, và ngay lúc này sẽ là giai điệu âm.